Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Thảo Hiền. Hoàng Trường Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới. Ngày hôm nay có nhiều bản tin cập nhật so với tin ngày hôm qua liên quan đến hai vụ án mạng và bản tin liên quan tới những người ở California đang gặp khó khăn, tình trạng khủng hoảng để tìm kiếm bảo hiểm. Xen kẽ là bản tin liên quan đến tòa tối cao pháp viện Arizona ra phán quyết gây chấn động cấm phá thai hoàn toàn. Mời quý vị cùng theo dõi thêm chi tiết. Thế nhưng đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay trời sẽ tiếp tục nóng, trung bình là khoảng từ 77 cho đến 81 độ ở tại miền Nam California. Gió cũng không có nhiều cho nên là sẽ thấy hơi nóng bức. Bắt đầu ngày mai đó, thấy nhiệt độ nó giảm từ từ, chúng ta bị một cái đợt gió nóng Santa Ana wind nó thổi, và đến thứ sáu, thứ bảy thì bắt đầu nhiệt độ giảm từ từ xuống còn có 60+ độ. Thứ bảy trời mưa, nhưng mà thấy cái phần trăm mưa cũng chỉ có khoảng 50+% mưa nhỏ thôi thưa quý vị, nhưng mà hôm đó thì gió cũng lớn nhất ở trong tuần đó. Trời nóng bất chợt và gió nữa khiến cho độ ẩm xuống rất thấp, chỉ có 18-19% thôi, rất là khô. Lạm phát vẫn tiếp tục tăng cao thưa quý vị. Báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm nay cho thấy lạm phát đã tăng 3.5% trong tháng 3. Và điều này chúng tôi đã từng đề cập tới, bởi vì nhìn thấy giá dầu tăng lên. Trong tháng 3 vừa qua, giá dầu tăng lên trên 80 đô la. Và một khi chúng tôi báo cáo về giá dầu tăng đó, là kèm theo cái nguy cơ là các nhà vận tải chuyển hàng hóa. Giá dầu đóng góp rất nhiều trong vấn đề lạm phát. Và bởi vì chuyên chở rồi nhiều thứ khác nữa, và vì thế đã khiến cho giới đầu tư quan tâm. Lạm phát tăng lên và ông Jerome Powell, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, hiện nay đang rất là bối rối. Không những lạm phát tăng lên mà báo cáo về công ăn việc làm trong tháng 3 cũng tăng thêm 303.000 công ăn việc làm nữa. Việc làm tăng, lạm phát tăng, rồi tiền lương của các công nhân cũng tăng mặc dù rất ít. Nhưng mà tất cả con số này tăng khiến cho cái quyết định của Quỹ Dự trữ Liên bang không thể hạ giảm lãi suất vào thời điểm này được. Và khi không hạ giảm lãi suất và cũng như không đưa ra thêm những cái dấu hiệu khi nào thì sẽ giảm lãi suất, bởi vì các số liệu hiện nay, nhất là lạm phát vẫn còn tăng. Lạm phát tăng thì không thể, thậm chí để mà kiềm chế lạm phát đó, là phải tăng phân lời nữa. Thì giới đầu tư lo sợ. Bây giờ thì bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang họ không nói tới vấn đề tăng phân lời, nhưng mà họ nói rằng chưa có quyết định liên quan đến việc khi nào thì giảm lãi suất. Và vì thế đã khiến cho Dow Jones xuống gần 500 điểm trong ngày hôm nay. Họ vẫn chờ cái chỉ số lạm phát. Họ nghĩ rằng lạm phát có thể giảm. Nhưng mà thực sự thì các chuyên gia trong thời gian qua họ nói với giá dầu tăng rồi nhiều cái biến động trên thế giới, và khổ nỗi đó, người tiêu thụ Mỹ vẫn tiếp tục đi chơi nè, đổ xăng nè, tiêu xài nè, tiền nợ của thẻ tín dụng vẫn còn rất là cao, bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ kim thưa quý vị. Trong khi đó thì phân lời trung bình của công trái phiếu vẫn tiếp tục tăng lên ngày hôm nay, có lúc vượt quá 4.5%. Và điều này, nếu người tiêu thụ Mỹ vẫn tiếp tục đi mượn nợ mua xe, mua nhà, mùa xuân đang đến rồi mùa hè đến là cái thời điểm rất nhiều người Mỹ họ dọn nhà, chuyển đổi nơi mới để sống. Và vì thế lạm phát vẫn tiếp tục lì lợm. Dầu xuống 31 sen nhưng vẫn ở mức cao 85 đồng thưa quý vị, 84 đồng 90 sen. Vàng thì xuống chút đỉnh 11 đồng 10 sen, hôm nay là 2.351 đồng 30 sen. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì ở
thành phố Chicago đã có một cái sự náo loạn khi mà có cả trăm người họ kéo đến trước cái sở cảnh sát Chicago biểu tình, khi mà sở cảnh sát đã phải công bố một cái đoạn video và body camera từ người của những người cảnh sát liên quan đến một cái vụ xả súng vào tháng trước mà bây giờ cho thấy đó, thật sự ra cảnh sát không làm sai, nhưng mà cái cách mà họ xả súng thì không thể hiểu nổi, bởi vì chỉ trong vòng chưa đến một phút họ bắn đến 100 phát đạn vào ở trong cái xe thôi quý vị. Thì đây là hình ảnh của cậu Dexter Reed, 26 tuổi. Cái vụ này xảy ra vào ngày 21 tháng 3 thôi quý vị. Ngày hôm đó cậu này cậu lái chiếc SUV lái qua cái khu vực thành phố Humboldt Park, thì cậu bị một cái xe cảnh sát, nhưng mà bây giờ phía tin tức không cho biết cái lý do vì sao. Cái xe cảnh sát này đó là của những cảnh sát mật vụ chìm thôi quý vị. Họ không có mark là trên đó có ghi là xe của cảnh sát, cũng không có gắn đèn. Và cả 5 người cảnh sát ở trong xe thì họ cũng đang mặc thường phục nữa. Thì có thể đây là những cái team của cảnh sát mà họ đi điều tra băng đảng ma túy, không biết. Nhưng mà không thì họ đã theo cái xe của cậu này. Rồi sau đó họ bắt cậu ngừng lại. Thì tin tức thật sự nói là bởi vì cái lý do họ thấy cậu không có đeo seatbelt, chứ không có nói là họ theo dõi vì cậu này có hành vi đáng ngờ buôn bán cần sa ma túy, thì không phải như vậy, chỉ vì cái lỗi không đeo seatbelt thôi. Thế nhưng cái vấn đề ở đây đó là khi mà cảnh sát, cả 5 người từ cái xe của họ bước ra đó, thì bây giờ phía luật sư của gia đình cậu này nói là họ không có nói họ là cảnh sát, mà họ chỉ liên tục chĩa súng vào cậu này, yêu cầu mở kiếng xuống và giơ hai tay lên và bước ra ngoài. Thì lúc đó bắt đầu cậu này cũng không có làm theo và có hạ kiếng xuống từ từ, nhưng mà chỉ một nửa thôi. Cãi cọ gì với cảnh sát, cái audio nghe không có rõ tại quá ồn. Và sau đó cái cậu kéo kiếng lên, thì trong lúc mà kéo kiếng lên như vậy thì cái body camera của phía cảnh sát cho thấy thực sự là có súng bắn ra từ ở trong xe, nhưng mà bây giờ không biết là cậu này bắn hay là cái người bên passenger cậu chở bắn ra, và thật sự có một cảnh sát đã bị trúng đạn ở cổ tay. Thì đó là lúc 4 người cảnh sát khác họ bắt đầu nhảy ra xung quanh và họ liên tục bắn vào ở trong cái xe này. Thì bây giờ cái report của cảnh sát đó, sau khi họ điều tra thì chỉ trong vòng có 41 giây thôi, 4 người cảnh sát còn lại họ bắn vào trong xe 96 phát đạn. Cậu này cậu dính coi như là cũng mấy chục phát. May làm sao cái người hành khách đó bị dính có 1-2 phát đạn thôi, không có chết. Thì lúc ban đầu đó cái cuộc điều tra của cảnh sát nó không có rõ ràng, cho nên là phía gia đình của cậu này và cộng đồng người gốc Phi Châu ở đây họ phẫn nộ, họ kéo ra đường, họ biểu tình tùm lum hết. Nhưng mà bây giờ cho thấy thật sự là từ xe của cậu này đã có súng bắn ra làm cảnh sát bị thương. Nhưng mà bây giờ cái báo cáo thì cũng không biết rõ, tại vì cái người ngồi bên hành khách hình như bây giờ cũng không khai là thật sự cây súng có ở bên trong, nhưng mà không biết là có phải cậu này bắn hay là cái người bên passenger bắn hay không. Thì bây giờ cái report cảnh sát vẫn chưa xác định được. Nhưng mà bây giờ cái 5 cái người cảnh sát trong cái team này của sở cảnh sát Chicago thì đang bị đình chỉ chức vụ, có hưởng lương, bởi vì cái vấn đề là tại sao nổ nhiều phát súng như vậy vào trong cái xe. Thì bây giờ họ phải điều tra xem là cái cách mà họ nổ súng như vậy có giống như là không có đúng quy định, rồi có vi phạm những cái quyền công dân của hai cái người trong cái xe này hay không. Và thì ngay chiều hôm qua khi mà cảnh sát họ đưa ra cái bản báo cáo về cái chuyện xảy ra và cái đoạn video để cho thấy support cái bản báo cáo đó, thì phía gia đình cậu này rồi giống như người dân ở đó họ kéo về phía sở cảnh sát, họ biểu tình, họ làm dữ, họ bây giờ yêu cầu là phải truy tố 4 cái người cảnh sát mà đã nổ súng như vậy, bất chấp cái chuyện là từ bên trong xe đã bắn ra cảnh sát trước. Và ngày hôm nay sau 24 giờ điều tra, cảnh sát phối hợp giữa 3 thành phố Woodland Hills, Westchester ở Inglewood và Redondo Beach đã hầu như biết được toàn cảnh vụ án mạng ghê gớm xảy ra.
khởi đầu từ 4 giờ 30 sáng ngày hôm qua, trên ngày hôm thứ Hai trên xa lộ 405 đoạn đường Westchester. Nơi đó thì báo cáo sau khi xảy ra một tai nạn có tài xế đã tông vào một vật trên giữa đường xa lộ 405. Khi mà dừng lại họ mới biết được đó là một em bé và toàn cảnh cái vụ án mạng này như thế nào. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Thưa quý vị, sau 24 giờ điều tra, cảnh sát phối hợp giữa Woodland Hills, Westchester, Inglewood và Redondo Beach đã đi đến biết được chi tiết. Nội vụ xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng hôm thứ Hai, mà không biết vì lý do nào mãi tới 7 giờ 30 sáng cảnh sát tới nơi đây. Và như ngày hôm qua chúng tôi đã tường trình đó là một cái cánh cổng trong một cái khu vực căn chung cư ở Woodland Hills. Một chiếc xe đã chạy trong cái sự giận dữ, ủi xe tung ra bên ngoài. Sau khi một trong những hung thủ đó là cô Danielle Sherakia Johnson. Cô gái này có một người bạn trai sống chung trong căn chung cư này, 34 tuổi, cùng với hai cô con gái, một đứa bé khoảng 8-9 tháng tuổi và một đứa bé 8-9 tuổi. Thưa quý vị, hai đứa đều là con gái cả. Hàng xóm sau đó mới kể cho cảnh sát họ đã nghe những cái tiếng cãi nhau ầm ĩ và sau đó nghe một cái tiếng động, nhưng mà vì lý do nào đó lại không gọi 911. Họ nghĩ rằng ô, đây là cái chuyện cãi nhau giữa các cặp vợ chồng trong nhà. Tuy nhiên, cô Danielle không phải là vợ của một người đàn ông sống chung. Thưa quý vị, chỉ mới 27 tuổi thôi. Sau khi giết bạn trai, dường như là dùng dao để đâm chết, và người bạn trai ngày hôm nay có một bức ảnh của anh, đây là người bạn trai, thì đã lái chiếc xe Porsche SUV lái đi. Tức là lúc mà giết bạn trai là khoảng 3 giờ 30 sáng, đây là chi tiết cảnh sát được đưa ra bởi vì họ phải định ra cái thời điểm khi nào xảy ra án mạng. Sau khi giết người bạn trai, người phụ nữ này đã lái xe hộc tốc trên xa lộ 405, và khi đến cái đoạn đường của Inglewood, Westchester đó, thì theo bản tin đó, người mẹ trong lúc chiếc xe SUV vẫn còn đang di chuyển thì nói với hai đứa con gái là ra khỏi xe. Khi mà hai đứa bé nó không ra khỏi xe, một phần của câu chuyện này là do đứa bé gái 9 tuổi đã hiểu biết thuật lại với cảnh sát: em không có bị thương nặng. Thì em kể lại là mẹ em đã đuổi hai đứa bé trong lúc bà xe di chuyển. Bà kêu đứa bé gái 9 tuổi đó ẵm đứa bé ra ngoài chiếc xe. Mà khi mà hai đứa không ra thì có một cách nào đó bà đã force đẩy chúng ra khỏi xe rồi lái xe đi mất. Hai đứa bé bị bỏ trên xa lộ 405 trong lúc chần chừ không biết chuyện gì xảy ra. Thì đứa bé 9 tháng tuổi đó bị một chiếc xe khác chạy tới và tông. Và như quý vị nhìn thấy xác của em bên lề đường. Thì đứa bé 9 tuổi đó nó cũng bị ảnh hưởng một phần vào bên trong lề đường. Nhưng mà cảnh sát tới nơi đó thì cứu được hai em, nhưng một đứa bé thì đã chết tại hiện trường bởi vì đứa bé 9 tháng tuổi bị đâm. Sau đó cô Danielle lái chiếc xe đến Redondo Beach. Và khi mà đến Redondo Beach đó, lại chạy xe với tốc độ cả trăm dặm một giờ
Và đây là hành động muốn cố gắng tự tử, thưa quý vị, và ủi chiếc xe vào khoảng 4 giờ 30 sáng, tức là sau khi mà ném hai đứa con cho chúng chết ở trên xa lộ rồi đó, thì cô lái xe đến Redondo Beach và ủi chiếc xe vào gốc cây, và xác của cô văng ra khỏi xe, chắc có lẽ là không đeo seat belt cho nên chết luôn ngay tại chỗ. Cuộc điều tra thì đang tiến hành, họ chỉ cho biết là người đàn ông này 27 tuổi đó, chỉ là quen biết sống chung. Hiện nay họ không biết được, bởi vì đứa con gái 9 tuổi đó là cô Danielle có với một người chồng trước. Hai người đã ly dị trong thời gian làm thủ tục ly hôn, thì là dọn vào trong căn nhà Woodland Hill này sống chung với anh này. Thì người ta đang tìm hiểu xem đứa con gái bị chết ở ngoài xa lộ có thể là con của hai người hay không. Và thưa quý vị, vào năm 2015 đó, quý vị đã từng nghe một cái vụ án liên quan đến cô sinh viên người Hoa Kỳ tên là Amanda Knox. Cái vụ này nó nổi tiếng khắp thế giới bởi vì cái tính chất thứ nhất lúc ban đầu đó nó bí ẩn, rồi sau đó nó gây tranh cãi vì phía công tố viên của Italy đã làm sai khi mà giống như là thẩm vấn rồi điều tra cái vụ này, khiến cho cái cô sinh viên người Hoa Kỳ này bị ở tù oan hết 4 năm. Thì sau mấy chục năm đó, cái vụ này nó gây tranh cãi, đến bây giờ vẫn còn nhiều người ở Ý và cả gia đình của nạn nhân vẫn nghĩ là cô này cổ giết người. Tuy rằng cổ đã được chính thức tòa tối cao của Italy tuyên bố trắng án và hung thủ thực sự cũng đã bị bắt. Cô nhưng mà bây giờ cô lại tiếp tục phải quay trở về Ý để mà ra một phiên tòa tiếp theo nữa liên quan đến một trong những cái người mà giống như trong lúc mà điều tra án mạng cô khai vân vân đó, khiến cho cái ông này ổng bị bắt giam oan 2 tuần. Thì cái chuyện này nó vẫn chưa xong, kể từ năm 2011 khi cô chính thức được thả tự do đến bây giờ là 13 năm, cô vẫn phải tiếp tục quay trở lại liên quan đến cái vụ án mạng này. Cái câu chuyện này nó rất là dài dòng thưa quý vị. Thì trong hình đó, đây là Amanda Knox, nhân vật chính trong cái vụ này. Còn cô gái ở giữa là nạn nhân Meredith Kircher. Vào năm 2007, hai cô này là sinh viên đi du học thưa quý vị. Knox là người Hoa Kỳ, còn Kircher là người Anh Quốc. Họ cùng thuê một cái căn nhà ở tại một cái thành phố ở Ý gọi là Perugia. Thì vào một đêm tối tháng 11 năm 2007 đó, cô Knox này cổ giống như là quay trở về nhà với người bạn trai. Khi đó cả hai người này cũng hơi say xỉn một tí. Cổ thấy ở trong nhà đó đầy vết máu dẫn vào trong phòng ngủ của cô bạn Kircher. Thì cổ mở cửa thì không có được, cửa bị khóa. Thì cổ đập cửa và xông vào, thì cô Knox với lại bạn trai đó nhìn thấy là cô bạn chung phòng giống như là bị quần áo bị xộc xệch, bị đâm chết, cho nên cả hai họ gọi cảnh sát. Thì sau đó cảnh sát xác nhận là nạn nhân bị cưỡng hiếp, sau đó bị đâm chết bằng một cái con dao, nhưng mà hung khí không có hiện trường. Thì tối ngày hôm đó, cô Knox này với người bạn trai bị chia ra thẩm vấn. Người bạn trai là người Ý nhưng mà ảnh nói được tiếng Mỹ. Còn cô Knox này cổ không nói được tiếng Ý, một chữ tiếng Ý nào cả. Nhưng mà tối ngày hôm đó cả hai bị cảnh sát thẩm vấn liên tục xuyên đêm trong một cái tình trạng không có tỉnh táo. Bởi vì lúc đầu đó là họ quay trở về từ quán bar, họ đã uống rượu. Và cô Knox này cổ không được cảnh sát cung cấp người thông dịch, cũng như là không cho cổ gọi luật sư, là một trong những cái bước mà violate cái quyền của người ta một cách trầm trọng. Tất cả các quốc gia tân tiến bây giờ một khi mà bị cảnh sát thẩm vấn liên quan đến cái chuyện mà giết người thì có quyền không trả lời, phải chờ luật sư có mặt thì mới được trả lời. Nhưng mà cô này đó, cổ đã bị phía cảnh sát lạm dụng, không cho cổ biết cái quyền đó mà thẩm tra cổ. Thì trong suốt cái quá trình thẩm tra đó, thì cổ lại giống như không biết lý do vì sao mà cổ lại nhắc đến tên, đây là ông Patrick Lumumba thưa quý vị, ông chủ cái quán bar mà cô Knox cổ làm việc ở đó. Thì
có thể lúc đó cổ không tỉnh táo hay là cổ bị ép cung quá, cổ sợ hay cái gì đó bây giờ vẫn không biết được, mà cổ lại khai là cổ nghĩ là cái ông này, bởi vì cổ nói là lúc trước đó cổ có dắt người bạn, cái cô nạn nhân đến cái quán bar này, rồi ông này ông có tán tỉnh vân vân. Thì chính vì cái lời khai này của cổ mà ông lùm mâm bà này đó, ổng tối ngày hôm đó ổng cũng bị cảnh sát lôi về bắt. Nói chung tối ngày hôm đó cảnh sát bắt cả ba người, cô Knox và ông bạn trai và cái ông chủ quán bar này. Thế nhưng sau đó ông chủ quán bar này ổng nhanh chóng được thả ra, bởi vì ổng có bằng chứng ngoại phạm, có nhân chứng vân vân. Thì cô Knox và anh bạn trai lại trở thành hai nghi phạm chính trong cái chuyện này. Không biết lý do vì sao mà công tố viên cứ nghĩ là hai người này. Và cái phiên tòa sơ thẩm ban đầu đó, Knox và bạn trai lần lượt bị kết án, một người 26 năm là cậu bạn trai, còn Knox bị kết án 25 năm. Thế nhưng phía gia đình đó, xin lỗi quý vị, suốt cái lúc mà diễn ra cái phiên tòa mà đưa ra cái sơ thẩm cái bản án đầu tiên, thì cô Knox này cổ bị truyền thông ở Ý đó, giống như là đưa tin theo cái kiểu mà định hướng dư luận. Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigon.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Thưa quý vị, lúc này trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến một cái vụ án xảy ra vào năm 2007. Mặc dù cái người mà nghi phạm lúc ban đầu trong cái vụ này đó, cổ đã được giống như là xử trắng án, nhưng bây giờ lại phải tiếp tục quay về Ý để mà ra tòa cho một cái chuyện liên quan khác nữa. Thì như lúc nãy chúng tôi kể đó thưa quý vị, thì đây là Knox, cái anh bạn trai người Ý khi đó, sau này họ đã chia tay rồi, còn đây là nạn nhân. Thì trong lúc mà cái phiên tòa sơ thẩm đầu tiên, phía công tố viên đưa ra cái mức án 25 năm tù đó, thì cùng lúc đó tất cả báo đài lớn nhỏ ở Ý đều đưa tin về cái vụ này mỗi một ngày, nhưng mà họ đưa theo cái kiểu mà định hướng dư luận thôi quý vị. Cái cách mà họ mô tả cô Knox đó là khiến cho công chúng có một cái nhìn rất là không có thiện cảm với cô này. Họ chẳng hạn như họ nói là cô này ăn uống say xỉn, rồi hay có những cái mối quan hệ tình ái giống như là phóng khoáng vân vân. Cho nên là ý họ là có thể là tại vì cô này và cái cậu bạn trai rồi vân vân, những cái người cô này quen mới gây ra cái chết cho cô Kircher. Thì nhưng mà sau đó đó, phía truyền thông quốc tế và kể cả phía Hoa Kỳ đã chỉ trích cái cách thức này của phía truyền thông Ý, bởi vì họ nói là truyền thông Ý đã làm theo cái chỉ đạo của phía công tố, là một cái chiêu không phải là hiếm gặp ở những cái vụ án mà giết người hình sự như thế này. Và sau đó gia đình của cô Knox đã giống như là tìm mọi cách liên lạc với các tổ chức nhân quyền, rồi tại vì rất là tốn kém thì mất cũng một thời gian rất là lâu. Cuối cùng họ mới giống như là thuê được những cái chuyên gia giám định pháp y từ phía Hoa Kỳ yêu cầu mở một cái phiên tòa kháng án cho cô Knox. Thì lúc đó họ tìm được một loạt những cái bằng chứng chống lại phe công tố, mà không hiểu vì sao phía công tố lại không điều tra kỹ càng. Chẳng hạn như sau đó họ tìm được ở hiện trường án mạng những cái vết máu mà không thuộc về nạn nhân, không thuộc về Knox, cũng không thuộc về cái cậu bạn trai này nữa, mà phía công tố viên của Ý lại không đi thử DNA. Cuối cùng họ đã phải thử DNA thì cái phía những cái vết máu đó thuộc về một cái kẻ thứ tư nữa, là cái người ở trong hình, là hung thủ thật sự thưa quý vị, một cái tay trộm cướp chuyên sống ở địa phương này, tên là
Rudy Goudet, và cuối cùng y cũng đã thừa nhận chính y tối ngày hôm đó chui vào cái apartment của hai cô gái muốn ăn trộm, nhưng mà rồi sau đó dẫn đến cái chuyện là y cưỡng hiếp và giết chết cô Kircher. Thì nhưng mà cái quá trình mà tìm được cái tay này đó mất đến 4 năm trời. Thì suốt 4 năm đó Knox vẫn ở tù thôi quý vị. Đến năm 2011 cái phiên tòa cấp cao hơn đó mới giống như là thả tự do cho cô. Rồi sau đó phía tại cái hệ thống tòa án ở Ý thì nó khác một tí, là họ phải đưa lên tòa tối cao của Ý nữa, cuối cùng họ mới đưa ra cái phán quyết cuối cùng là cô Knox này cổ chính thức vô tội, được trả tự do. Tuy nhiên cái chuyện mà bây giờ vào ngày hôm nay cô phải ra tòa ở Ý một lần nữa lại liên quan đến cái ông chủ quán bar như chúng tôi thưa lúc nãy, là tại vì cái lời tố cáo lúc ban đầu của cổ đó khiến cho ổng bị giam gần 2 tuần. Thì cô này đó, cô Knox, cổ đã bị phía tòa ở Ý phán án tù 3 năm vì cái tội họ gọi là phỉ báng thưa quý vị, rồi tố cáo sai khiến cho cái người này bị ở tù oan. Nhưng mà tại vì cái án 3 năm đó, trong thời gian cổ bị nhốt 4 năm nó đã cổ ở rồi, cho nên sau đó cổ được thả ra. Nhưng mà bây giờ phía gia đình ông này đó, ông nói là vì cái lời tố cáo của cổ trong lúc cổ khai, cổ nói là ông tán tỉnh bạn của cổ này nọ, nó ảnh hưởng uy tín, và bây giờ ông đòi cô này đó phải trả một cái số tiền đền bù. Cũng cần phải nhắc thêm là sau khi được thả về Mỹ đó, thì cô Knox cổ trở thành một cái người activist cho những cái chuyện mà giống như là án oan sai, rồi giống như là hệ thống tư pháp lạm dụng tư hình vân vân. Cổ có những cái những cái đài riêng thưa quý vị, và cổ viết sách, rồi cổ có những cái hợp đồng với TV bán cái câu chuyện cá nhân của cổ. Thì có thể cái ông này bây giờ ổng thấy là cổ có tiền cho nên là ổng đã kiện. Nhưng mà kiện như vậy thì cổ thật sự phải ra tòa để mà xem phía tòa Italy có bắt cổ đền bù cho cái ông Lumumba này không. Vấn đề chính là liệu rằng phía tòa Italy có yêu cầu dẫn độ và Hoa Kỳ có đồng ý. Đây không phải là vấn đề giết người, cho nên tùy của cổ, nhưng mà sẽ không bao giờ quay trở lại để thăm viếng nước Ý được nữa. Ngày hôm qua chúng tôi tường trình đến một vụ án mạng xảy ra ngay trong một tòa nhà ở gần casino Red Rock ở Las Vegas. Vụ án mạng này đã gây chấn động không những cho cộng đồng ở đây mà kể cả các tổ hợp luật sư, bởi vì liên can tới hai tổ hợp lần đầu tiên. Một luật sư nổ súng giết luật sư khác ngay trong phòng họp. Và trong bức ảnh mà giới truyền thông đó, họ phải đưa ra chi tiết để làm rõ hơn, bởi vì cái tình tiết lúc đầu rất là mâu thuẫn và chưa kể là mơ hồ. Đằng sau bức ảnh là quý vị thấy đây là cái tòa nhà của tổ hợp luật sư Prince. Và trong cái vụ án mạng này liên can tới 4 luật sư. Một là ông Dennis Prince, luật sư của tổ hợp luật sư Prince. Người nổ súng, đây là suspect nè, là ông Joe Houston đệ nhị. Ông Joe Houston cũng là luật sư và đại diện cho con trai của mình là Dylan Houston. Con trai của ông Houston lại là chồng cũ của cô Ashley Prince. Cô Ashley Prince hiện nay là vợ của ông Prince. Thì Ashley Prince và Dylan Houston lấy nhau, có một mụn con. Sau đó vì mâu thuẫn gia đình, cho nên cô Ashley bỏ anh Dylan Houston này và lấy anh Dennis Prince, một tổ hợp luật sư nổi tiếng, cũng được nổi tiếng một phần là đóng góp trong cộng đồng ở Las Vegas. Thì hai người sống với nhau, lấy nhau, có hôn thú. Thế nhưng trong thời gian đó thì cô Ashley Prince cứ nhất định là đòi quyền nuôi dưỡng đứa con trai có với anh Dylan Houston này. Và cái chuyện đó kéo dài mấy năm qua, mãi cho tới ngày thứ hai. Ông bố của Dylan Houston, tức là bố chồng của cô Ashley Prince, rất là thương cháu trai của mình. Và có thể người ta nghĩ rằng trong thâm tâm của ông đó,
ông muốn con trai của mình giành được quyền nuôi đứa cháu. Và đó là lý do ông đã lên kế hoạch giết người vào sáng thứ hai đó. Và trong lúc mà họ người đây họ nói là cái deposition có nghĩa là lấy cung thôi. Không có cái vấn đề, chưa có cái quyền gọi là phán quyết gì cả. Và khi mà lấy cung đó, họ thuê mướn một cái người báo cáo của tòa để ghi rất rõ các chi tiết. Sau đó báo cáo này sẽ được đệ trình lên tòa ly dị. Thì đó là lý do mà có thêm một luật sư khác đại diện cho bà Ashley Prince có mặt ở trong cái phiên gọi là lấy cung. Thế nhưng trong lúc mọi người đang nói chuyện và lấy cung, người ta nghĩ rằng có thể đó là trong cái lời khai, hoặc là bởi vì ông Joe Houston đệ nhị cũng là luật sư nữa, và ông nghĩ rằng bên phía của mình đó, đại diện con trai của mình đó, không đủ các yếu tố. Như chúng tôi đã thưa đó, phần lớn khi mà ra tòa đó, tòa thường cho phép người mẹ chăm sóc đứa bé, bởi vì bà Ashley Prince ở nhà, trong khi ông bố là Dylan Houston phải bận rộn đi làm, cho nên không ai chăm sóc được. Có thể là thấy thiếu được những cái bằng chứng đầy đủ để có thể chứng minh với tòa là anh Dylan, con trai của mình, có đủ khả năng để nuôi đứa con. Cho nên khi thấy thua, thì ông này làm gì thưa quý vị? Hy sinh tính mạng của mình bằng cách là giết cô con dâu của mình, dâu cũ đó là cô Ashley Prince, giết luôn cả người chồng của cô ấy. Và đó là lý do ông nổ súng giết chết hai người này ngay trong cái phòng họp, trước sự chứng kiến của nhiều người khác, trong đó kể cả vợ của ông nữa. Hai vợ chồng đại diện cho đứa con trai ra. Và sau khi giết như thế, cảnh sát tới nơi, ông quay đầu súng tự tử mất. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, vào đầu năm nay đó thì chúng ta nghe là USPS cho biết họ sẽ tăng giá con tem gửi thư, nhưng mà đến tuần này lại tiếp tục tăng thêm một lần nữa, là lần thứ hai, chỉ trong vòng có 4 tháng thôi mà đã tăng đến 2 lần. Thì nếu như mà được chấp thuận đó, thì bây giờ giá một cái con tem đang là 68 cent, thì sau tháng 7 này sẽ trở thành 73 cent một con tem thưa quý vị. Thì tính từ 2019 cho đến nay, khi đó giá một cái con tem để gửi thư là 50 cent, thì tính ra là đã tăng lên đến 36%. Thường thì USPS mỗi khi mà họ muốn tăng giá tem đó, họ phải được một cái cơ quan của liên bang gọi là Postal Regulatory Commission chuẩn thuận. Thì thông thường đó là đều sẽ được chẩn thuận hết, nhưng có một cái lần hiếm hoi vào năm 2010 thưa quý vị, cơ quan này đã deny, không cho USPS tăng giá tem năm 2010 lúc đó. Thì bây giờ đó họ USPS lại phải xin phép, thì không biết có được chấp thuận hay không, bởi chỉ vừa mới nói tăng giá hồi tháng Giêng năm nay thôi. USPS họ vẫn tiếp tục viện dẫn cái chuyện là ít người, rồi lạm phát vân vân, tiền trả nhân viên lên cao, tiền xăng lên cao, thì họ nói không tăng thì sẽ tiếp tục lỗ, cho nên là họ nói họ bắt buộc phải tăng. Và USPS trong vòng gần 20 năm nay là không có một năm nào có lời cả thưa quý vị. Năm nay họ tiếp tục đưa ra cái báo cáo, họ ước tính là năm 2024 họ sẽ phải tiếp tục lỗ 6.3 tỷ nữa. Mà thật sự ra USPS họ nói là cái số lượng người mà bây giờ còn đi gửi thư đó, nó đã giảm hơn một nửa
trong vòng 10 năm nay rồi, nhưng mà USPS họ vẫn phải giữ cái dịch vụ gửi thư này chứ họ không có xóa bỏ hoàn toàn được. Nhưng mà thật sự ra họ nói là mỗi một cái lá thư gửi đi thì USPS bị lỗ tiền, bởi vì cái tiền trả cho cái người nhân viên bưu điện và cái tiền xăng đó chỉ có mấy chục cent, nó không có cover đủ. Ở tại Florida, thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì cảnh sát Florida mới chính thức báo cáo chi tiết về cái vụ mà giết người rất là tàn nhẫn và kinh khủng luôn. Một người con trai, hiện nay họ đang tìm hiểu động lực đó, vào thứ Bảy tuần rồi, đến nhà của mẹ, bởi vì anh học trường đại học và sắp tốt nghiệp đại học rồi. Và thậm chí trong hình quý vị nhìn thấy Emmanuel Espinoza, 21 tuổi, sinh viên năm thứ tư rồi, và sau khi tốt nghiệp đó, sẽ vào trường y khoa ở Florida. Thế nhưng hai bức ảnh chúng ta thấy rất khác biệt, chụp hình chung với mẹ vui vẻ, nhưng mà khi bị bắt vào tù từ hôm thứ Bảy đó, râu ria, khuôn mặt bậm trợn và có vẻ tâm thần. Thực sự là họ nói họ không dùng cái chữ tâm thần, bởi vì khi mà dùng cái tâm thần đi ra đã có thể y sử dụng. Luật sư có thể sẽ sử dụng cái việc mà tâm thần bất ổn để yêu cầu giảm án tù, và án tù có thể lên tới chung thân. Đây là bà Elvia, 46 tuổi, Espinoza, có 3 đứa con trai, trong đó có Espinoza này. Thì không biết chuyện gì xảy ra. Họ chỉ dựa vào những cái tin nhắn trên Facebook và kể cả lời thú tội nữa. Bởi vì sau khi giết mẹ đó, thì Espinoza đã gọi 911 và nói thẳng với cái người trực điện thoại là tôi mới vừa giết mẹ tôi. Khi mà hỏi tại sao, thì y nói chỉ vì bà làm tôi bực mình, thưa quý vị. Thậm chí theo lời khai của Espinoza, hắn nói rằng từ nhiều năm qua, hắn đã lên ý định muốn giết mẹ. Bởi vì bà cứ lải nhải gây cho tôi cái chuyện là mỗi lần gặp bà hay nói chuyện với bà là tôi bực mình. Thực sự cái chuyện đó có thể là không có. Nhưng mà trong đầu óc của Espinoza đã có một cái vấn đề gì đó với mẹ của mình. Một điểm đáng chú ý nữa, thưa quý vị, Espinoza là thủ khoa của trường trung học Florida. Một người học rất là giỏi thủ khoa. Và tốt nghiệp với điểm 4.5 điểm GPA. Và vì thế anh được vào trường và học rất giỏi. Và dự trù đó, cả nhà đều nghĩ rằng con trai, bà Espinoza nghĩ rằng con trai của mình sẽ là bác sĩ trong tương lai. Thực sự sau khi tốt nghiệp là tiếp thêm một thời gian nữa là ra bác sĩ. Nhưng mà có thể vì trong cái vấn đề lúc đi học hoặc là bị áp lực từ gia đình để trở thành bác sĩ, có thể là bà muốn con trai của mình làm bác sĩ thực thụ, cho nên cố gắng thúc đẩy con, khuyến khích con để học tốt. Thế nhưng trong thời gian đó, cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành để xem coi Espinoza có sử dụng ma túy hoặc là nhiều cái vấn đề tâm thần khác hay không. Theo lời kể vào ngày thứ Bảy vừa rồi đó, cảnh sát đã lấy được hình ảnh video từ trong chiếc điện, trong cái mà nhấn chuông, cái chuông cửa mà bây giờ chuông cửa trên Amazon đó, thưa quý vị, đều có hình ảnh hết tất cả, cho nên bảo đảm nếu quý vị ở xa có thể giám sát ai là người đến nhà của mình, ai là kẻ ăn cắp hoặc là đột nhập. Thì hình ảnh camera từ cái chuông cửa đã ghi nhận được là lúc mà tiến vào căn nhà này thì Espinoza thủ đằng sau con dao khi mà tiến vào. Thì khi mà người mẹ hỏi ai đó thì mới đầu thì hắn tìm cách phá cửa, không nói gì hết, tiếng phá cửa vào. Khi bà thấy con trai, mà nghĩ rằng con trai đang cần gì đó, mở cửa ra, thì Espinoza đã phá cái cửa đẩy bà vào. Khi bà ngã xuống sàn đó, thì y đã dùng dao đâm. Cảnh sát báo cho biết là sau khi giảo nghiệm tử thi, bà Espinoza đã bị đâm tới 70 nhát dao để chết. Nhưng mà y không hề có một cái sự hối hận nào khác. Y nói, sớm muộn gì thì tôi cũng giết bà, bởi vì tôi đã âm mưu giết bà từ 3 năm trước. Vì lý do, cảnh sát hỏi, hắn nói là chỉ vì bà lải nhải làm cho tôi bực mình mà thôi. Và vào sáng hôm nay, thưa quý vị, công ty Ford tuyên bố họ phải thu hồi 43.000 chiếc xe loại SUV nhỏ, bởi vì có cái nguy cơ là bị
chảy xăng gây ra cháy nổ thưa quý vị. Thì phía Ford cho biết là cách đây vài tháng họ nhận được 5 cái trường hợp chủ xe báo cáo là khi mà đề máy xe đó thì bị phát nổ, và một cái trường hợp là chảy xăng đầy hết. Thì sau đó đương nhiên khi mà có những cái trường hợp như thế này, rồi 14 trường hợp là phải đem vào dealer của Ford để mà thay những cái bộ phận mà gần ở bên dưới, họ gọi là fuel injectors, không biết dịch ra cái gì thưa quý vị. Thì sau đó những cái trường hợp này phải được báo cáo cho cơ quan an toàn giao thông. Thì họ đã kiểm tra, điều tra suốt mấy tháng thì họ phát hiện là cái fuel injectors này đó, tại vì bằng nhựa thì có những chiếc nó có thể nhựa nó chịu không nổi thì nó bị nứt, đường nứt có thể nhỏ thôi, có những trường hợp nhỏ, nhưng mà sẽ khiến cho xăng, một là nó chảy ra, còn hai là nó chảy cái nó chảy qua những cái nơi tích tụ lại gần cái chỗ mà khi mà chúng ta đề máy xe đó, nó tóe lửa một cái thì lỡ những đây là những cái chiếc mà bị hư đó thì cái xăng nó nằm gần chỗ đó, nó tóe lửa một cái thì có thể gây ra cháy. Cho nên có 5 trường hợp nặng nhất là họ vừa đề máy xe là nó tóe lên nó cháy. Còn 14 trường hợp khác là những khi mà họ thấy chảy xăng nhỏ nhỏ ra, họ đem vào trong dealer thì phát hiện cái fuel injectors nó bị nứt nhẹ. Thì Ford nói là tất cả những người chủ sở hữu hai cái dòng Bronco Sport SUV đời 2022 đến 2023 và Escape SUV đời 2022 sẽ được nhận được thư thông báo chính thức là cần đem vào cái dealer gần nhất để họ gắn thêm một cái ống bảo vệ cái phần mà fuel injectors để nó không có bị nứt ra nữa. Cảnh sát Anaheim Hills sáng nay đã đưa ra số điện thoại của sở cảnh sát Anaheim Hills nằm ở phía bắc gần với xa lộ 91. Đây là trên bản đồ có cái con đường là Santa Ana Canyon Road. Cảnh sát vào sáng ngày hôm qua đã nhận được báo cáo người dân đi đường thấy có một cái đám cháy ở trên cái Santa Ana Canyon Road này và gọi cảnh sát, họ sợ là xảy ra một vụ cháy rừng. Anaheim Hills cũng đã từng xảy ra vụ cháy rừng và vấn đề bảo hiểm là cũng thực ra Placentia và Anaheim Hills cũng nằm trong cái khu vực mà bảo hiểm tăng cao. Khi đến nơi đó, họ tìm thấy có đám cháy nhưng mà gần như đã được dập tắt. Nhưng mà trong cái đám cháy nhỏ đó, họ thấy có một thi thể cháy đen thui, chết. Cuộc điều tra ngay lập tức tiến hành từ hôm qua tới giờ phút này và vẫn chưa có một cái chi tiết nào khác. Vì thế, Sở Cảnh sát Anaheim Hills đang kêu gọi công chúng hỗ trợ trong cái việc tìm ra hung thủ và cái chết của người xấu số. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100. Thưa quý khán thính giả, vấn đề phá thai tiếp tục là đề tài nổi cộm nhất và kéo dài cho tới ngày bầu cử luôn. Bây giờ phá thai đó thậm chí khiến cho Đảng Cộng Hòa vô cùng bối rối, bởi vì sẽ là một động lực để những người phụ nữ và những người ủng hộ quyền phá thai cho người phụ nữ đó vận động để đi bỏ phiếu. Tuần rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị bản tin tiểu bang Florida chính thức tuyên bố đồng ý với ông thống đốc DeSantis. Tòa tối cao pháp viện tiểu bang Florida ngăn cấm hầu như tất cả mọi trường hợp. Và vì thế, câu hỏi đặt ra là đến đầu tháng 5 này, những người phụ nữ hiện nay thậm chí chưa biết mình mang thai nữa mà lỡ có thai, làm sao đi phá thai nếu lỡ ngủ qua đêm với một người bạn trai hoặc là sinh viên đại học. Cái chuyện đó rất thường xảy ra với các cô gái, thậm chí tuổi dậy thì luôn nữa. Mà cấm luôn cả trường hợp, thưa quý vị, hãm hiếp, loạn luân. Chỉ cho phép một trường hợp đó là nếu như bác sĩ chứng nhận là nếu người phụ nữ này mang thai này đó
mà phá thai hoặc là vì vấn đề mà tiếp tục giữ cái thai này sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của người phụ nữ. Đến lúc đó thì tòa mới cho phép là tùy theo tiểu bang, tức là bộ tư pháp, mà phải chứng minh cái điều đó. Mà khi chứng minh xong rồi chưa chắc là đã có thể phá thai được. Ngày hôm nay tiểu bang Arizona, tòa tối cao pháp viện tuyên bố, và cái tuyên bố này để cho thấy cái sự tranh chấp về quyền phá thai nó không phải từ trước năm 1973. Thưa quý vị, trước năm 1973, từ thập niên 50-60, cái chuyện phá thai của mỗi tiểu bang đó họ sẽ tùy theo. Nếu mà tiểu bang đó bảo thủ thì họ sẽ nói, ô, cấm phá thai. Tiểu bang đó mà dân chủ hoặc là phóng khoáng tự do thì nó, người phụ nữ được vượt thai. Và cái vụ đó nó kiện tụng cho tới khi tòa tối cao pháp viện năm 1973 ra phán quyết nói rằng Roe v. Wade, tiểu bang không được ngăn cấm chuyện phá thai. Thực ra cái chuyện phá thai đó nó còn dễ dàng cho phép những người phụ nữ 15, 16, 20 tuần vân vân. Và chúng ta cũng thấy California vân vân, New York là rộng rãi nhất. Mặc dù vậy, cái vấn đề phá thai của những tiểu bang bảo thủ đó, bởi vì Roe v. Wade là lệnh của tòa tối cao, cho nên những tiểu bang này vẫn tiếp tục kiện tụng. Và từ 1973 mãi cho tới thời của ông Trump luôn, thưa quý vị, thì cuối cùng vì ông Trump đưa được đến 3 thẩm phán bảo thủ của tòa tối cao, và vì thế Roe v. Wade đã bị lật bỏ. Khi mà bị lật đổ như vậy đó, thì cái phán quyết của tòa tối cao lúc đó đó, nó vẫn cho phép những tiểu bang nào đang có những cái luật lệ về quyền phá thai đó vẫn được thi hành, chứ không phải là ngăn cấm toàn bộ. Và vì vậy nó mở ra một cái cánh cổng kiện tụng cho tới giờ phút này và sẽ còn trong tương lai nữa. Thì vấn đề hiện nay đó, cái vụ kiện tụng ở tiểu bang Arizona mới nổi lên sau khi những người phe bảo thủ họ nói rằng tiểu bang Arizona vẫn còn cho phép người phụ nữ phá thai, và vì thế đi ngược lại với phán quyết của tòa tối cao pháp viện, và họ kiện lên tòa tối cao của tiểu bang Arizona. Thì tòa tối cao tiểu bang Arizona họ mới lấy lại toàn bộ những cái văn kiện, những cái luật lệ có từ thời nội chiến Hoa Kỳ, thưa quý vị, 160 năm qua, từ năm 1862. Thì tòa tối cao pháp viện nói rằng dựa vào những cái luật lệ trong quá khứ thì cuối cùng chúng ta mới thấy ở tiểu bang Arizona có một đạo luật năm 1862 ngăn cấm quyền phá thai của người phụ nữ hoàn toàn. Cấm hoàn toàn, không có được phá thai gì hết. Thậm chí đó, phạt tù cho những ai thực hiện việc phá thai, phạt tù ít nhất là 2 năm cho những ai hỗ trợ người phụ nữ phá thai. Và cái chuyện mà nó lớn hơn nữa đó là cái chuyện phá thai bao gồm luôn ngăn cấm trong trường hợp hãm hiếp và loạn luân. Bố trong gia đình, anh em trong gia đình hãm hiếp con gái, em chị gái vân vân, lỡ mang thai cũng không được quyền phá thai luôn. Chỉ cho phép một trường hợp duy nhất một lần nữa, tương tự như Florida, là nguy hiểm đến tính mạng của người phụ nữ đó mà thôi. Và vì thế, cái vấn đề chính hiện nay mà tại sao nó gây nên cái sự bối rối của Đảng Cộng Hòa. Khi được đặt đến vấn đề này thì quý vị, cựu Tổng thống Trump tuyên bố, tôi nghĩ rằng cái vấn đề phá thai là tùy thuộc các tiểu bang. Tuyên bố này đã gây giận dữ từ những người bảo thủ cực hữu, trong đó kể cả ông cựu phó tổng thống Mike Pence. Ông là người theo Thiên Chúa giáo và một người rất là tôn trọng cái chuyện mà đạo giáo đối với người phụ nữ, và vì thế ông cấm, thứ nhất là vấn đề mà đồng tính, thứ hai là phá thai. Thì ông chỉ trích ngay, và bây giờ cái tuyên bố của ông Trump nó đứng giữa lại gặp khó khăn. Khi một người chính trị gia mà đứng giữa đó, thưa quý vị, bởi vì ông không thể nói rằng là ô, tôi ủng hộ chuyện phá thai, cấm phá thai hoàn toàn,
Làm như thế đó, thì những người mà ông đang tìm cách thuyết phục, trong đó có những người phụ nữ của Đảng Cộng Hòa đó, họ đứng giữa trung dung và kể cả thành phần độc lập nữa, họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tới. Thậm chí bà Carrie Lake ở tiểu bang Arizona đó, là một người đã ứng viên thống đốc thua cuộc đó. Và hiện nay bà đang ra tranh cử ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona, bà lại đứng ở giữa luôn. Bà là người đã từng hô hào là chúng ta phải chống phá thai bởi vì đã là cảng Đồng Hòa mà. Bởi bây giờ ngày hôm nay bà tuyên bố, ô phán quyết của tòa tối cao pháp viện là đi chệch hướng. Bà lại muốn thuyết phục những người phụ nữ, bà nói rằng tôi là người mẹ, tôi ủng hộ cái quyền của người phụ nữ. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề phá thai, ngay cả ông Trump cũng gặp khó khăn để đưa ra tuyên bố, nói thế nào cũng chết. Bởi vì ông nói rằng, ô, tôi ủng hộ cái tòa ở Florida, ông là từ Florida nữa. Thì những người phụ nữ ở Florida họ sẽ không bỏ phiếu cho ông, chống lại ông. Và bây giờ những người phụ nữ mà ủng hộ cái quyền phá thai đó, càng không ủng hộ cho những ứng viên của Đảng Cộng Hòa nữa. Và thưa quý vị, phía quốc hội của tiểu bang Hawaii hiện nay họ đang có hai cái dự luật sắp sửa được đưa ra trong cái nỗ lực mà ngăn chặn cái tình trạng thiếu nhà ở, rồi giá nhà tăng cao đột biến, cũng như là số người bị trở thành vô gia cư quá nhiều ở tiểu bang này. Thì trước cái vụ cháy ở Maui, thưa quý vị, là người dân ở Hawaii họ đã trả tiền nhà cao nhất ở nước Mỹ này rồi, cao gấp 2.5 lần so với trung bình của toàn quốc. Thì thêm cái vụ cháy rừng nữa, chúng ta cũng biết là cả 100.000 cái căn nhà coi như bị thiêu rồi. Thì bây giờ không thể nào cùng một lúc mà có được cả 100.000 căn nhà đó, mất thời gian để xây. Mà bây giờ đó, cái giá xây một cái căn nhà nó không còn như hồi xưa nữa, nó lại tiếp tục nó đội lên. Cho nên là cái vụ mà nhà cửa, giá nhà ở Hawaii trong thời gian sắp đến rất là khó khăn. Thì cùng lúc đó các nhà lập pháp đó họ nói những người giàu có lại đi, người dân bình thường không có mua, không có nhà để ở, mà họ lại mua một cái căn để họ invest. Thí dụ đi, họ ở Cali nhưng mà họ mua một cái căn ở Hawaii, họ để trống để cho thuê Airbnb. Thì như vậy càng cộng vào cái chuyện mà thiếu hụt nhà cửa. Cho nên hai cái dự luật mà họ sắp sửa đưa ra đây, SB 1838 và SB 2919, thì không biết là có được thông qua không. Nhưng mà tóm gọn lại là cả hai này, nếu mà thông qua đó, một đạo luật sẽ không cho những người ở tiểu bang khác mua nhà ở Hawaii để mà cho thuê ngắn hạn. Và một cái đạo luật đó là những người mà sống ở Hawaii nhưng mà thí dụ họ có cái căn nhà thứ hai hoặc là cái căn họ đang ở đi, nhưng mà nếu như thí dụ họ không ở trong một năm mà không ở 3 tháng, 6 tháng trở lên, cũng không được quyền cho mướn cái căn đó để làm Airbnb nữa, để mà nhằm giảm cái chuyện mà thiếu hụt nhà cửa quá nhiều. Hôm qua chúng tôi nói chuyện với một số người ở Florida, đặc biệt là ở khu vực Miami, các condo đó bây giờ họ bán rất là rẻ, không có đắt. Nhưng mà khi vào đó mua cái căn nhà condo đó là cái người chủ nhà phải ký nhận một tờ giấy không được Airbnb. Không được cho thuê Airbnb, có thể cho thuê dài hạn, thí dụ tháng hoặc tháng, nhưng mà nói chung là cho phép người Florida được thuê cái khu, cái căn đó, nhưng mà làm Airbnb cho thuê ngắn hạn một ngày, hai ngày, một tuần là không được nữa. Tùy theo mỗi một cái khu condo. Chúng tôi tiếp tục với đề tài liên quan đến bảo hiểm cháy rừng ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100. Ngày hôm qua quý vị đã nghe tường trình của Thảo Yên liên quan đến State Farm và cái chuyện State Farm không có làm mới các hồ sơ bảo hiểm nhà và thậm chí cũng rút ra khỏi California. Một số các bảo hiểm vẫn còn nhưng mà bây giờ đã nhiều chủ nhà phải tìm kiếm bảo hiểm mới.
đặc biệt là những người sống ở khu vực cháy rừng ở California trong thời gian qua. Từ Florida, Louisiana, Texas cho tới California, nhiều tiểu bang mà có cái nguy cơ cháy rừng, bão tố, hurricane. Chẳng hạn như ở Florida bây giờ sắp vào mùa hurricane á, thế là bảo hiểm tăng lên vùn vụt, bảo hiểm còn muốn hủy bỏ nữa. Cư dân ở Florida rất chật vật. Và bây giờ sáng ngày hôm nay, bản tin đến từ quận El Dorado, thưa quý vị, nằm ở phía đông của Sacramento, nơi có thị trấn Paradise, thiên đường. Thế nhưng mà thiên đường đã cháy rụi trong cái đám cháy cách đây vài năm. Và kể từ đám cháy đó, thưa quý vị, vào khoảng thời gian đó, có một cái công ty mang tên là Merced. Công ty này đứng ra bảo hiểm, sau một đám cháy phá sản luôn, không đủ tiền bồi thường cho những căn nhà bạc triệu ở trên đồi trong khu rừng đó. Và điều này để cho thấy cái nguy cơ, cái rủi ro ngay cả hãng bảo hiểm có bao nhiêu tỷ Mỹ Kim nữa. Một đám cháy rừng thôi là tiêu sạch toàn bộ các ngân sách. Cho nên thường đó quý vị thấy đó, bảo hiểm đó là họ kiếm lời là khi có thật nhiều, nó đổ tiền vào một cái pool, tức là một cái hồ. Số tiền đó và họ hy vọng đó nó xảy ra tai nạn ít nè, cháy ít nè, rồi giông tố ít nè. Thì mỗi năm như vậy nếu mà không xảy ra đó thì họ sẽ có lời. Nhưng mà cái tiền lời đó còn phải để dành trong cái quỹ để rủi ro sang năm tới đó. Rồi hỏa hoạn bùng cháy, rồi đâu có ai biết được cái tình hình mà môi trường ở California, Florida trong mỗi năm như thế nào. Trong một vài năm qua thì California, nhất là trong năm 2023-2024 thì mưa nhiều. Nhưng mà mưa nhiều đã tạo nên tình trạng gì thưa quý vị? Đất lở, đất chuồi, rồi lũ lụt. Mà nếu không có bảo hiểm lũ lụt thì người chủ nhà đó thì mệt. Họ mua bảo hiểm lũ lụt thì bảo hiểm cũng đền rất là nhiều tiền. Cho nên ảnh hưởng theo các chuyên gia về bảo hiểm, họ nói rằng tình trạng hâm nóng bầu khí quyển càng khiến cho cái vấn đề bảo hiểm ngày càng không có lời. Chưa kể là ở California, cái vấn đề mà bảo hiểm đó lại có các quy định không được tăng quá đáng. Nó có thể theo cái khuynh hướng của lạm phát vài phần trăm một năm vân vân. Nhưng mà các quy định này nó không cho phép các bảo hiểm tăng quá nhiều. Đặc biệt là những cái vụ cháy, chẳng hạn như là Paradise, rồi chẳng hạn như ở Florida, bây giờ họ tăng bảo hiểm mấy trăm phần trăm luôn. Từ 2-3 ngàn một năm, bây giờ nó có những cái căn nhà nó lên tới 10 ngàn, 12 ngàn một căn. Và trung bình bây giờ bảo hiểm cũng 6 ngàn. Riêng ở Paradise đó, thì có cái chương trình bảo hiểm nó mang tên là Fair. Nhưng mà các chủ nhà của Paradise này họ nói ngay cả chương trình Fair, quý vị biết một năm họ trả bao nhiêu không? Ít nhất là 5.000 đô la tiền bảo hiểm cháy thôi. Bảo hiểm cháy thôi cho căn nhà ở các khu vực dễ cháy như thế này. Và ngay cả cái vấn đề mà 5.000 nữa bây giờ họ muốn trả đó, thì cái tiền bảo hiểm nó cũng tăng lên. Cho nên nhiều cư dân bây giờ họ ta thán, và cái áp lực này lên chính quyền của ông thống đốc Gavin Newsom chưa biết có cách nào giải quyết. Nếu cho phép các hãng bảo hiểm đột tăng tiến, bây giờ họ không có muốn tăng theo lạm phát, họ muốn tăng theo các khu vực. Thí dụ như là khu vực dễ cháy, họ sẽ tăng 40%, 50%, thậm chí vài trăm phần trăm nữa, bảo hiểm từ 3-4 ngàn thành 10 ngàn đô la, còn không dáng chịu. Bởi vì cháy một cái là chúng tôi đền là phá sản luôn. Thì bây giờ California phải làm sao? Thì bây giờ các ủy viên của Ủy ban Bảo hiểm California họ chỉ nói một cách qua loa mơ hồ. Chúng tôi cố gắng đi tìm một cái biện pháp, nhưng mà cho phép các hãng bảo hiểm tăng cái tiền bảo hiểm đó cũng gây khó khăn cho nhiều cư dân. Bởi vì hãng bảo hiểm tăng như vậy, họ tăng hàng loạt hết. Thực sự trong thời gian qua họ đã tăng ở California rồi, nhưng mà cũng theo các quy định, chứ không dám tăng hàng loạt. Và đó là lý do State Farm, bởi vì không được tăng, cho nên họ thôi bây giờ tôi làm ăn có lời tôi rút ra. Thì rút ra vấn đề đó. Cái khó hơn nữa đó là nhiều người muốn bán căn nhà này. Nhưng mà thưa quý vị, bán căn nhà này cũng đâu có phải đơn giản đâu. Những cái người chuyên gia môi giới về địa ốc họ nói là nhiều người trong thời gian qua tìm cách bán những cái khu vực mà dễ cháy đó cũng gặp khó khăn để tìm người mua. Người mua bán thì dễ, nhưng mà người mua đó vào họ nói ô bảo hiểm ở đây bao nhiêu. Người bán nói là 5-6 ngàn đô la, thế là sợ quá chạy mất.
Và bây giờ chưa kể đến cái người mới mua đó, ở cái khu vực này đó, tìm bảo hiểm cũng không bán nữa. Thì làm sao họ mua được căn nhà này, trong khi tất cả những căn nhà nào mà còn mortgage là vẫn còn bảo hiểm. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Joe Biden khi được báo chí quốc tế, đặc biệt là một phóng viên của Úc Châu đó, đặt câu hỏi liên quan đến cái chuyện của Julian Assange, thì ông Biden cho biết ông đang cân nhắc, thì không biết cân nhắc là như thế nào, thì liên quan đến cái chuyện mà phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục truy tố và đưa ra cái lệnh truy nã và muốn dẫn độ Julian Assange suốt hơn mười mấy năm nay. Thì vấn đề liên quan đến Úc Châu là tại vì ông Assange này đó, ổng vốn sinh ra ở Queensland, mang quốc tịch của Úc thôi quý vị, ổng không phải là công dân của Hoa Kỳ. Thì cái chuyện mà WikiLeaks là chúng ta đã nghe suốt mười mấy năm nay, là khi ổng điều hành cái trang WikiLeaks này đó, ổng đã được cái cô khi đó là binh sĩ trong quân đội của Hoa Kỳ Chelsea Manning, cổ tìm tới và đưa cho ổng để ổng đăng một loạt những cái tài liệu bí mật của phía quân đội Hoa Kỳ, bao gồm những cái trang tài liệu, những cái bức ảnh rồi videos, nhưng mà đa số là liên quan đến những cái cuộc chiến của Hoa Kỳ ở tại những cái chiến trường như Iraq, Afghanistan. Thì cái vấn đề ở đây đó là phía chính phủ Hoa Kỳ đó, họ cáo buộc là ông Assange này, ông đã giống như là khuyến khích, dụ dỗ rồi tạo mọi điều kiện cho Chelsea Manning để mà cổ ăn cắp tài liệu để mà ông đăng lên. Thế nhưng thứ nhất vì chính phủ Úc Châu họ tìm cách bảo vệ công dân của họ, và thứ hai nữa thì trong suốt mười mấy năm qua đó, chính phủ Úc lúc nào cũng kêu gọi Hoa Kỳ là hủy bỏ cái cáo buộc đối với Julian Assange, bởi vì chính phủ Úc nói là Assange với lại Chelsea Manning vốn không có quen biết từ trước với nhau, cho nên không có cái chuyện mà ông Assange này ổng đi ổng dụ dỗ cô này để mà ăn cắp tài liệu, mà cô này cổ vốn tìm đến Assange trước để đăng lên những cái tài liệu mật đó. Thì quay trở lại đến cái chuyện mà Úc Châu năm nào họ cũng yêu cầu phía chính phủ Hoa Kỳ hủy bỏ cái lệnh truy nã đối với Assange, thì sáng ngày hôm nay ông Joe Biden ông nói là ông sẽ cân nhắc cái chuyện này, xem có hủy bỏ cáo buộc hay không. Thưa quý vị, một kẻ từng trộm nhật ký con gái của Tổng thống Joe Biden, đây là cô Amy, và Amy Harris hôm nay đã nhận án tù cũng nhẹ lắm. Đâu có một tháng tù với lại vài năm quản thúc tại gia, vài tháng quản thúc tại gia thì đúng hơn. Năm 2020, cô theo Đảng Cộng Hòa bảo thủ và nghĩ rằng việc mình tìm lấy được một cái gì đó bí ẩn thì hy vọng đóng góp cho cái việc mà ông Trump sẽ đánh bại ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Và vì thế cô quen được với bạn của con gái ông Biden, và vì thế vào trong nhà lấy cắp, trong đó tìm thấy được lấy cắp cuốn nhật ký, một số những cái vát khác. Nhưng mà cô đọc nhật ký qua đó thì cô nghĩ rằng có thể sẽ cung cấp những cái chi tiết, và qua đó một cái nhóm tổ chức bảo thủ đã bỏ ra 20.000 đô la để mua cuốn nhật ký này, và cô mang lại lợi nhuận là 20.000 Mỹ Kim. Thì chuyện đó tưởng là qua rồi, không ngờ đó là cái tổ chức Veritas này không tìm thấy một cái chi tiết nào có thể hay cả, nhưng mà họ lại tiết lộ cái nguồn tin liên quan đến cuốn nhật ký này. Thì trong nhật ký cái chuyện riêng tư mà, đâu có dính líu gì đến bố của mình Joe Biden đâu, và vì thế họ không có khai thác được gì cả. Và vì vậy sau khi đã bỏ ra 20.000 Mỹ Kim cuối cùng thì chính Project Veritas là cái tên của tổ chức mà bảo thủ đó không có khai thác được gì. Họ cũng sợ là dính líu đến vấn đề tội phạm, cho nên nhưng mà cái chi tiết này là tiết lộ cho giới truyền thông, dẫn đến cái hậu quả là Harris mới vừa hầu tòa và bị kết án, chưa kể là một người mà đứng làm trung gian cũng bị kết án tù luôn về tội ăn cắp nhật ký. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chiều nay mời quý vị trở lại với phần tin tức nổi bật với Đinh Xuân Quân, và sau đó là bản tin trong ngày. Và mời quý vị vào trong YouTube nhấn nút like và subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.